Riêng tại Hải Dương, theo kế hoạch thì hôm nay tỉnh này sẽ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 80 người, chia làm hai địa điểm là Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành. Trong đợt đầu vaccine COVID-19 này, thì người được tiêm sẽ ưu tiên cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp điều trị, tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19, tổ COVID-19 cộng đồng, lực lượng truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm và đặc biệt là ưu tiên cho phụ nữ tiêm trước nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Tỉnh Hải Dương thì cũng yêu cầu các địa phương chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, khoa học bài bản, mang tính chuyên nghiệp cao, không để xảy ra bất cứ sai sót nào. Các điểm tiêm vệ sinh sạch sẽ khuôn viên, điểm chờ, nơi đón tiếp, phòng khám sàng lọc, phòng tiêm, phòng chống sốc phản vệ, phòng chờ. Cán bộ, nhân viên y tế thực hiện tiêm phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, tâm lý vững vàng. Công tác lập danh sách quản lý người được tiêm cần thực hiện chặt chẽ và sử dụng công nghệ thông tin.